cái nói trời giông thai phá. Bây giờ mình đã phá, năm nay mình đã 60 mấy 70 tuổi rồi, bây giờ các cái âm này nó theo mình hoài thì gọi là một không khí, không không khí chết á, nên mình quên cái đó đi. Cái gì đã rồi, mình đã cầu nguyện rồi thì nó đã qua đi, mà cái mình nhớ là Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi, nghĩa là tuy là nghiệp dữ trả chưa xong mà biết ăn năn sửa lỗi lòng, sáu chữ bền tu tan chứng nghiệp, nữa sau thầy rước lại non bồng. Nhớ câu này nha quý vị, đây là trong cộng đồng mạng cũng giấy chung. Chào Phúc An, chào Dương Cầm và chào hết tất cả cộng đồng mạng. Hôm nay là ngày 14 tháng Giêng, là gầm lớn của năm Quý Mão. Thì tất cả các quý vị trong huynh đệ anh em đoàn tới thì cũng đông, mà đa số thì cô cũng nói trong cộng đồng mạng biết một cái điều này, nếu ai tin thì cứ tín ngưỡng và như cô ba dạy và chỉ. Thì đa số đến đây là bỏ con nít nhiều nè, rồi trong anh em nè, rồi dông thai nè, rồi các cái phần âm theo nhiều ở đây, lại đây là bệnh rất là đông. Đến với cô ba là toàn là người đau không, không có người nào mà mạnh mà hoàn hảo mà nói đến hết á, rồi với gia đình này kia nọ. Thì vừa tôi nói với em á là hôm nay để nói lên cộng đồng, để cho có người có hoàn cảnh vậy đặng cúng luôn. Giống như em á là cái căn á mà không biết đau biết bao nhiêu năm nay không hết, mình cũng tu cũng cúng lại. Rồi có người cũng đi chùa đi thầy quá trời mà nó không hết. Em biết không? Không phải là cái duyên mà người ta hành để chuyển mình đó, có khi người ta hành mình 5 năm, 10 năm, 3 năm, 7 năm mà em đi á nó gần mãn thì lại người thầy đó, bất cứ chỗ nào ông thầy đó hay dở hay bà thầy đó hay dở gì không cần thiết, mà cái người xác thấy thích người đó rồi đi lại cúng lại. Mà tới cái chỗ nào đó như là núi non thì nó rất là nhiều, nhưng mà chỗ nào mình thấy mình thoải mái, mình vui vẻ, mình thấy chỗ này mình thích và vui vẻ thì cái chân linh đó người ta chịu ở đó người ta tu. Chứ không phải là em thấy chùa đem chùa gửi hay thấy đình miếu đem gửi, người ta không có chỗ đâu. Bởi vì các cái linh hồn là linh thức, như cô nói là quán khí rồi, nghiệp khí, ân khí và thanh khí. Nó do một cái linh hồn là do một tư tưởng, do một cái khí thanh và khí trượt thôi, chứ nó không phải là con người, bởi vì nó là một cái bóng ma mà, hiểu không? Như vậy thì giữa em là có em trai theo từ trước giờ mà em đi, em tu theo Bửu Sơn Kỳ Hương. Thì ở trên thầy tổ cũng chứng rồi, mình cũng đã suốt bao nhiêu năm tu rồi. Nhưng mà tại sao mà mình còn phải bệnh hoạn hoài? Có người, nhiều người nói cô ba ơi, cô giải giùm con ra làm thầy năm nay là 15 năm mà con đau hơn người ta. Chính cô ba cũng phải bệnh đó. Mình làm thầy mà mở được cái quyệt, cái linh căn, cái linh xà là số 7 và linh xà số 8 là có cái chất khúc. Giống như hồi tối rồi đó, tôi vừa nói với quý vị thấy rõ ràng đó. Hồi cái ngày trước á, là cái ngày 12 tôi tiếp một đoàn 58 người. Người ta chầu cha cúng, tôi thức tới 2:30 mà từ sáng tới chiều thức nói chuyện quá trời luôn. Nhưng càng nói tiếng càng thanh và nó khỏe. Vì cái đàn đó người ta cái căn linh đó, nó đi họp vào chầu cha chầu mẹ, dân bông dân lễ của mấy bà, nên nó thuận với cái bề trên của các đứng của mấy mẹ bề trên, nên là tôi khỏe lắm. Còn hôm nay là hồi hôm qua tôi tiếp 3 đoàn, đoàn nào cũng 6-7 người thôi. Có em đó là bệnh rồi, tôi thấy sao thấy tội nghiệp quá, tôi gờ hai vị gờ cái tay vô nó nóng không có thể nổi luôn. Nó nóng mà tới người nào người nấy là lên máu, một ngày lên máu mấy lần luôn. Mà tôi thấy thì tôi tội nghiệp quá, chứ bây giờ đau riết rồi nghèo khổ quá. Tôi mới thương, tôi mới ấn cái tay lên tôi giái, mà tôi để nóng quá tôi rút cái tay ra đó. Nóng quá tôi không có tiếp được là lâu nữa. Nhưng mà quý vị biết không, hồi tối tôi đưa cho quý vị thấy đó, nãy đó tôi nói không ai tin. Tới nó nhức mình tôi mà nó nhức tới trong xương nội, mà hai cái bịch thuốc dán tôi dán hết trơn luôn, nó cũng không hết nhức. Thuốc tôi uống 2 lần, thuốc tôi chỉ uống thuốc mà người ta gửi ở hải ngoại về, người ta gửi tôi uống cao lắm 1 lần là nó sẽ hết. Nhưng mà đêm hôm tôi uống 2 lần nó không nghe gì hết á, nó nhức mình á. Thì tôi biết các cái dòng âm nó nặng nề, mà nó không có, tôi vẫn biết rồi đó, là cái khi mà mình uống thuốc hết là mình đau thiệt. Còn khi mà mình mở được cái linh xa số 8 rồi, cái mình chỉ gờ người ta cái chất
bệnh của người ta, cái chất nóng người ta, chất đau người ta, nó nóng quá, nóng nó gút vô. Trời, nó nhức tôi tới trong xương luôn á. Con nhỏ đệ tử nó cạo không có nghe gì luôn. Tôi nói là hồi trong Tết tới giờ, 1-2 tháng tôi chưa bao giờ bị cái nhức như hồi tối này. Đó, tôi ngủ được mà nó nhức. Như vậy thì cái bệnh của người đó mình rút vô, cái người đó về người ta hết. Nên bây giờ có một số là rất là giận và phiền não á, cũng tội nghiệp cho tôi á. Tôi là người thấy mà. Tôi nói quý vị không tin, tôi thấy được người âm và tôi thấy được cái nghiệp người đó nặng nhẹ. Tại tôi không nói người ta sẽ nói mê tín rồi bà này bà nói chuyện đúng sai từ kia từ lưa. Nên thế nào tôi giúp được tôi giúp, con nào giúp không được tôi cho quý vị bài thơ rồi về. Tại vì mình nói ra là nó không có vui vẻ. Hôm nay là em đến không nệ đường xá xa xôi đến với chú cô ba. Cô thấy cô cũng đã tu rồi trong hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương thì nó cũng nằm trong tông phái của thầy tổ mình. Nhưng mà em đi hết, với thời gian em không có hết bệnh được là vì em có một đứa em chết. Bây giờ cái này nó thuộc về âm khí. Rồi nó theo cái em tới em nhức giò, nhức cẳng rồi mình mẩy nó lần sần. Cái cô lôi khi nó thổi thập nó mệt mệt. Bây giờ người ta cái thức này nó muốn vô nó phải chập trái tim. Bây giờ cái bệnh đau tim mà người không biết mà người đời đi ngần ngẽn mạch máu tim, đi nông tim được rất là nhiều. Là do người ta chụp, ta đổi trái tim. Từ trái tim quả ta đổi thành trái tim kim. Quý vị có bị đau tim uống thuốc rồi á, quý vị nên nhớ là cây cỏ đu chuột đó. Quý vị bị đau tim đó, quý vị cứ sắc như cái nước trà. Còn cái bệnh mập và ngứa như tôi đã uống tí, tôi thì không bị ngứa nhưng tôi béo, tôi uống cho giảm béo thôi. Uống cái lá tí tô sắc như thế này nè, đó, như nãy cái chị nãy mập quá. Uống một ngày mình uống một ca vậy nè. Nó sổ được độc, nó trị được bệnh ngứa mà nó giảm được béo. Nó giảm béo như là tôi uống hôm nay tôi được giảm 2kg đó. Tôi uống giảm béo, còn cái giường này tôi nằm quý vị thấy tôi nằm hoài. Tại vì tôi cũng béo quá, rồi khách tôi ngồi tối ngày nó cũng không có được ốm và gọn ghẻ. Nên cái đây là cũng nằm để giảm béo luôn. Và thư giãn hợp hơn, giảm nhất và giảm béo. Tại vì cái này tôi có cái bệnh mập chứ không có cái bệnh gì nhiều, chị hiểu không? Thành ra bây giờ em về á, tôi chỉ hết trong cộng đồng mạng là khi mà có cái dông da đừng có lại nói bà cô, bà thầy nói coi phá thai này kia nọ. Tôi dám nói 10 người phụ nữ nó dính vô cái nghiệp phá thai hết 8 rồi. Đó, quý vị nghe lời tôi có một điều. Quý vị đặt cái bàn rồi một bình bông, hoặc là không có thì mình hái bông trang, bông thọ gì, 3 chung bông nè, 3 chung nước nè, 1 bát nhang nè. Rồi quý vị có tiền mua 1 quẻ bánh, rồi bên đây 1 quẻ trái cây. Hoặc là cúng 13 chén cháo trắng à. Rồi hôm nay là con tên gì, họ gì, gái nè, Nam Mô nè, Cha Thượng Hoàng nè, Mẹ Địa Mẫu, Cụ Phẩm Liên Hoa, Quan Âm Bồ Tát, Cụ Huyền Thất Tổ, bên nội, bên ngoại, bên vợ, bên chồng à, là chứng minh con tên gì, họ gì, bao nhiêu tuổi. Hôm nay con đặt bàn đây là trước để làm lễ quy y cho chính bản thân con. Bây giờ mình tu rồi đó, giờ chứ đâu có làm lễ quy y. Con nguyện quy y Phật nè, quy y Tam Bảo, chứ không nói là hành thiện tu hành. Nhờ ơn trên xá tội xá nghiệp cho con và ban ân duyên điển lành cho con được sáng suốt thông minh trí tuệ à, giảm bớt quả căn tiêu tan chứng nghiệp. Con xin cầu ân trên gúc những cái nhân quả vô tình cố ý con phạm phải, con không biết. Bây giờ con xin sám hối, xin ân trên giảm tha và hộ độ cho con, cho con xin lại một mái gia đình nè, chồng vợ thuận hòa, con cái hiếu thuận và ăn nên làm ra. Được rồi, trong ăn nên làm ra ban phước quý vị đủ chuyện để quý vị có. Quý vị ăn nên cái gì cũng được, làm ra cái gì cũng được. Chứ quý vị đừng có xin con cái rồi cầu từa lưa ta là đem. Quý vị biết không, đem quý vị không thấy mà tôi thấy, nếu nói ra thì nó mất lòng. Đem có dĩa trái cây à, rồi cầu nào là vợ chồng nè, con cái nè. Rồi khi đó, bình thường mình ngồi không mà chẳng chấp gai, đến khi có cá mượn chài ai cho. Bình thường không tu hành gì hết, rồi con cái bệnh hoạn tu. Quý vị được có 5 năm thôi, chẳng hơn còn không tu. Con cái có bệnh hoạn đau ốm mình tu thì mình được 5 năm. Còn mình tu trước mới là mừng, phải không? Nên mình khi đó mình phải sám hối một ngày, nay ngày mai ngày kia ngày nọ. Tức là mình cúng là để làm gì? Mình quy y cho các cái dông.
cái phần mình có bỏ con mình đặt nó nè, mình đã bỏ nó, mình không thương nó rồi, nó thuộc về cái quán khí nó đeo mình, cái khí mà nó đến như người ta nó trúng gió, người ta cạo gió thoáng ra người ta uống thuốc hết là gì? Vì vùng Tây Y nó không chịu, chứ ở bên đó là người nông dân bình thường mình uống thuốc mà bị cảm mà quý vị cạo gió là hết đi, cái khí nó thoáng ra, nó không có còn đeo trong cơ thể mình nữa, nên nó có cái chất mạnh. Nhưng quý vị phải coi, tôi chỉ rất là rõ, người muốn cạo gió không có được quyền cạo ở từ trên cổ cúc, mà cạo từ hai bên chẩm dai cạo xuống nè, lên máu cạo cũng xuống máu nữa, nó cạo hai chẩm dai xuống. Không bao giờ, đừng bao giờ cạo cổ cúc, cạo rồi tai biến là chết luôn. Nữa, có những người tôi thấy không biết, rồi cái miếng nhức đầu cái đè cái cổ cúc mà cạo, cạo có ngày quý vị sẽ liệt luôn. Chỉ cạo bên hai cái nấu dai của đường phổi là cạo xuống, và cạo hai cái đường lưng cạo xuống, chứ đừng bao giờ, cái xương sống mình thẳng xuống thôi, chứ đừng bao giờ lên cạo cổ cúc vì nguy hiểm lắm, hiểu không? Rồi em làm lễ vậy thì đặt tên, biết tên em trai thì hôm nay em quy y cho là Nguyễn Minh Quang, thì đã quy y Phật. Thì khi đó có tên mà dì xác á, cháu con hay gì đó thì người ta về cái biết cái tên để xưng. Hồi đó cái dòng thai phá thì cái thức nó cũng chưa biết nó trai gái nữa, em đặt nó trai trai gái gái à. Rồi bây giờ cái về cái theo cái xác đó, cái khóc đi đâu cái khóc, nó bị hành lên tổ cô này kia, nhưng mà không biết mình là ai hết á, nên lợi cô ba cô chỉ cho biết là ai. Rồi về nè, nếu mà ở ngay vị tỳ chỗ mã, chỗ nào dông ma âm phá quá trời luôn mà mình không có trị được, đi thầy nó bị là quán bức tùm lum, thì quý vị nghe lời tôi đi. Một là mình tụng kinh Địa Tạng, cùng tụng Địa Tạng đó, các khi đức Địa Tạng là hưởng độ dông, thì khi có mình có lòng thì ta lại ta rước những chân dông đó đi. Thì quý vị có phá thai hay còn thai, quý vị bệnh thì uống thuốc đi, mình cúng lại đã xong rồi. Có người đó cũng như mình cảm thấy tu tội lỗi, cái là phá thai gì đó 2-3-4 lần, cái mình bệnh cái tư tưởng mình không bỏ hẳn nó, cái đi đâu á mình cũng nghĩ cái thai theo mình hết trơn á, thì nó sẽ theo quý vị hết đời. Quý vị cúng rồi thì thôi, nó sẽ đi đầu thai, chứ các cái dông mà quý vị để hết thì mà một cái khí âm là quý vị tới là bệnh dịch tới là không chạy nổi trong cô na này, mới chết, nó là khí âm mà. Nên á, khi mình cúng kiến rồi, mình cầu nguyện rồi, đừng quan tâm tới, nó đã xong rồi thì mình bỏ đi. Mình có nhớ trong lòng mình là nhớ đi nằm Phật, A Nam Mô A Di Đà Phật, tối mình niệm Phật hoài mình sẽ bị bệnh mất ngủ. Tối mình nằm chải tâm ra mình niệm Phật trong 9 tiếng, phụ nữ á, hít cái hơi thở tập cũng giống như dịch nhân kinh vậy đó, nó mới trị được bệnh. Quý vị có bệnh mà dạ dôi, quý vị cứ ngồi tối ngày dôi xương sống, quý vị cúi xuống như tôi nè, quý vị cua hai cái tay này, quý vị trà lấy chanh á, rồi quý vị trà, rồi quý vị phải gì, còn cái đầu gối mới gì đợi ai đâu. Khi mà cái dôi nó đóng đi, quý vị tự bóp tự cha xa, rồi vô đây quý vị đo cái đầu gối xuống 3 ngón tay, quý vị bấm nè, bấm cái huyệt quý vị tự dò. Còn trên này chánh do quý vị nè, để hết một bàn tay, để vô đây một ngón tay, quý vị bấm cái huyệt này, quý vị tự dò thì nó hết thông gót. Thì mình tự cứu mình, chứ bây giờ mình lớn tuổi rồi, cái thời gian giàu không nói gì đi bác sĩ, mà đi bác sĩ mà mình cũng không độ mình được, bác sĩ cũng bó tay nữa. Nếu mà mỗi bệnh mà giờ giàu đi bác sĩ mà hết thì người giàu không có bị chết, sống nhiều lắm, đông lắm, hiểu không? Nên bệnh tới là vô thường đến, nó sẽ có. Nhưng con người không bao giờ không có hết bệnh, như tôi vậy nè, tôi cũng vẫn uống thuốc. Uống có thể tôi nghĩ 3 ngày, ngày sau tôi cũng phải uống, vì tuổi mình lớn rồi, 70 rồi, mà tôi ngồi tối ngày không có thời gian được nữa. Thì cái mình ít uống thì mua thuốc dán, cái chỗ nào nhất mình dán vô, lấy muối cha thả. Mình phải lao động thể chất, chứ bây giờ bà không lao động, bà ngồi rồi á mà bị tim. Tôi dám quý vị là thần kinh tả với tim, quý vị tập bình thường thôi. Tôi là chuyên môn, bữa nào tôi không tập là không được. Quý vị đưa hai cái tay nhẹ lên, gặt mạnh như nè. Nếu quý vị có là gặt, nó sẽ bị thần kinh tọa, nó sẽ giảm. Và cái bệnh tim quý vị lao động được, nó không đóng mở, nó không nghẽn mà máu tim. Khi tim mà cái gọi là thiếu máu não, não nó không đưa đủ máu, tim nó không đưa được máu, cái nó nhẹ nhẹ, cái nó không đẩy được. Thì bây giờ hôm nay tại sao nghẽn mạch máu tim, cái nó đưa nhẹ, cái nó bị đóng. Khi mình trượt quá, cái máu mình trượt, nó đóng rồi thì nó nghẹt, giống như cái bếp dầu mà quý vị lâu ngày quý vị chạy máy cũng phải thọt cái bếp. Thì con người mình không tập, không thể dục, không lao động, nó sẽ bị bệnh tim. 10 người
Tôi dám bảo đảm quý vị là 9 người bị chứ không phải không bị. Nên mình không có đi ra ngoài đường, ngoài lộ khi này bây giờ trời đất cảm nhiễm. Bây giờ thật sự mỗi lần corona năm nay cảm nhiễm gấp 3 lần, 10 người là bị cảm sổ mũi ho nhất. Là thuốc tôi đưa người ta hải ngoại quốc nội người ta gửi cả đống mà tôi cho. Tôi nói thật thì quý vị, tôi nói thành nói dốc, tôi cho 3 ngày là xách một thùng thuốc rồi. Mà tôi cho thôi không thể quay. Tại vì sao? Vì y sĩ bác sĩ bây giờ thuốc giờ mình không có bằng dược, mình không có thể là cho đại trà được. Nên quý vị phải biết, mình đau ốm thì thầy nói rõ ràng, gũi thôi đốm đau là tại căn tiền hoặc thận kiếp, làm điều bảo ác gắn lô tu phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giái Phật trời, nguyện hết lòng ác Phật độ đời, ban phước cộng từ bi cứu độ. Mình phải tự độ mình mới độ người. Thì chị mới hết bệnh chứ nghe bà thầy đó lại cái nói rồi ơi mà mắc dông với tổ cô mà không biết cô nào. Rồi cái nói trời dông thai phá, bây giờ mình đã phá năm nay mình đã 60 mấy 70 tuổi rồi. Bây giờ các cái âm này nó theo mình hoài thì gọi là một không khí không khí chết á. Nên mình quên cái đó đi. Cái gì đã rồi mình đã cầu nguyện rồi thì nó đã qua đi. Mà cái mình nhớ là Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi, nghĩa là tuy là nghiệp dữ trả chưa xong mà biết ăn năn sửa lỗi lòng, sáu chữ bền tu tan chứng nghiệp, nửa sau thầy rước lại non bồng. Nhớ câu này nha. Quý vị đây là trong cộng đồng mạng cũng giấy chung. Rồi, thì em cho em bài thơ lại. Dạ. Nói tên. Con là Phạm Thị Xuân. Chàng mơ bồn có duyên tao ngộ, gặp cổ xuân bộc lộ đôi câu, tâm linh mẫu độ hằng sâu, giúp đời trở đạo ngõ hầu, con ngoan trong gia đạo bình an mạnh khỏe, chồng với con và trẻ được vui, thời gian đã làm gì mùi, Quan Âm trợ lực cho thôi, cả nhà cụ quyền trước cũng là quan quý, giờ độ con cháu thì như chung, cha con chồng vợ ta phùng, dẫu ngoan cháu thảo vô cùng, phước tăng nếu cố gắng ăn năn thêm nữa, kinh kệ tu đợi gọi rửa lấy mình, thì sao hạnh phúc gia đình, chồng con dâu được thỏa tình, yêu thương xưng cố gắng bình thường đi nghỉ, gắng lo tu bình thị tương hòa, trước trong xuân vốn đào quả, những nay đã biết sửa mình tu tâm, thờ vợ Đức Phật Quan Âm phổ độ, cứu cho gia đình hết khổ trọn vui, liên hoa đua nở ngát mùi, chồng dâu con cháu đậm mùi liên chi, vì con mẫu duy trì gạng tu thành đạt đúng kỳ, trổ qua coi như thi phú làm quà, tăng sưng lưu tập về nhà coi xem, nên cố gắng rồi đem tâm trí biết ngộ lòng bệnh thị tương giao, chúc còn được nghề chữ sang giàu, làm ăn thuận qua chỗ nào cũng tu, tôi cố gắng công phu trì giới trên mẫu hoàng
đã gửi thông tin đến đây lập hội Minh Đình cho con nhà đạo Phật mặc tình tu mau. Con về gắng sửa gắng trao tháng năm tháng sáu được giao tiền vô thành tâm nguyện với bác Hồ cho con làm được để lo tu trì. Nghĩa là đây cô cho chung con chồng. Và hồi trước ấy, ông chồng hào hoa lắm, nhưng bây giờ ông biết giác ngộ tu tâm. Mà ông là con có tánh nóng, chồng có tánh nóng, nói cái gì cũng từ từ rồi chuyển hóa. Nếu tin mỗi đêm cứ là lại 36 lại cầu với cha mẹ bề trên cho con được thân an tâm lạc, cho gia đạo gia đình ban cho con sự an vui và hạnh phúc. Xin nữ hoa nương nương chứng minh và độ cho con. Bởi vì mẹ nữ hoa là bà nằm ở bên, nghĩa là chánh cũng là thầy, tà cũng là thầy. Nên bây giờ cái số mà ăn chơi gái gú rượu chè này kia nọ là bà hay thả, là bị bà phạt nè. Bà thả đệ tử đó xuống rồi là phạt. Nên quý vị biết không, là bà là vẫn phạt các vị như thường. Nên nó là gái bà thì bà gút, không phạt thì gia đạo vui vẻ thôi. Còn bây giờ các căn này như con nè, nói đúng hơn là đệ tử bà nữ hoa cho nhiều lắm. Con không cần xin của ông bé nữa. Khỏi, cô đã nói rồi, cháu nó rất là ngoan. Nó học giỏi, nếu sau này nó chịu học về kinh doanh, cuộc sống, gia đạo, gia đình. Nó học giỏi. Thì đã là cô đã nói, để vì tâm linh cô coi biết nó học giỏi và học dở. Mùi có đi núi chưa? Cái này là gửi để làm từ thiện, để cô phát quà bữa 19. Cái này là con gửi về đạo Phật. Cái này thì cô nhận để bữa 19 á, cô phát 100 phần quà móc móc thêm ở cái này, không có có Mạnh Thường Quân Kiến Gọi gửi cho cô để phát quà bữa 19. Mà Tết này cô thấy khổ quá, cô cho hết như sáng giờ. Quý vị ở đây thấy ra lại nó xin rồi cô đông rồi, cô phải trốn luôn á. Nó không đủ đâu, ở đây mà phát 100 à. Mẫu là con gái đó, để mình nói cho quý vị tin cái này là cho, kêu bà Út lấy thỉnh cho có áo đồ đó. Dạ. Ông nói bà Út quá, bà Út qua thỉnh rồi bà lên bà giái cho. Nói bà Út quá. Mà già dạ, mẫu nhỏ, mẫu lớn có ba cỡ. Dạ, nói bà Út quá. Thì để nói cho em nghe. Nó là ở nước ngoài mà nó xin việc đó là 2 năm nó không có xin được. Mà nó xin tới mà là làm viện dưỡng lão mà đi rửa đít người già nó cũng không làm được nữa. Nhưng mà tới cuối cùng nó nằm bao, nó thấy Phật mẫu á, về nói con cho thỉnh tượng Phật mẫu, con cho người ta tu thì ở trên mẫu sẽ độ cho. Thì nó thấy vậy thì nó gửi cho cô là cho tới 60 tượng, còn chừng 20 nó hết rồi. Mà khi mà mới cho có 3 tượng thôi thì xin được việc và làm rất là nhẹ, mà tiền lương lại cao luôn đó. Nên nó rất là tin. Bây giờ là mỗi một tháng làm của nó phải nhín ra một ít lắm là cũng 100 đô là để nó cho tượng Phật mẫu đó, rồi cô cho áo đồ thêm đó về, nếu ai thích thì thỉnh. Bởi vì mẫu là độ cho con cái làm ăn rồi cho ban ngân ban lượng. Nên bây giờ cái đạo mẫu năm 2012 được lan tràn với thế gian này, nên người ta rất là đông, rất là nhiều. Nên cái con ở nhà biết không, cô kêu cho nhỏ là cái người ở nhà trọ làm ăn khổ quá, rồi mướn nhà mướn cửa, rồi làm công ty nay vậy bay mai nổi, nên tin Phật mẫu, thờ Phật mẫu, giái Phật mẫu, bảo đảm em sẽ ăn nên làm ra, em tin không? Cô nói là không bao giờ nói dốc ở đây là biết đó. Cô hồi đó giờ bên đạo của Đức Thầy, cô không biết xá lợi là cái gì hết á. Thầy có chị Kiều, chỉ đi bên Ấn Độ, chỉ thỉnh được 9 hạt xá lợi, chỉ cho mình 3 hạt, cho chị Năm Chuột 3 hạt, cho chỉ còn 3 hạt. Nhưng mà mình để thờ vậy chứ mình cúng mình không có biết nó linh nghiệm cỡ nào, mình cũng không hiểu nữa. Nhưng mình rất là tôn quý, mình để lên hình kế cái tượng Phật Thích Ca, mình thờ. Như vậy em tin ông là 3 năm mà cô không biết gì hết. Cái đứa con nó thấy vậy, cái nó lấy cái hộp đó, cái hộp mà cô thờ đó, cái nó mở ra, nó đầy nhóc luôn. Cái hộp bao nhiêu là xá lợi xanh đầy nhóc luôn, 41 hạt.
Mà đó cô cũng khổ lắm, cô đâu có thờ tháp gì đâu. Cái hộp nhân đơn mà uống mà bệnh đau bụng đó, cái đó là cô lấy cái hộp nhân đơn đó rồi cô để trong cái dĩa, cái hộp cô để lên cô thờ thôi. Nhưng mà nó đầy nhóc một cái hộp nhân đơn đó đó. Rồi cái cô thấy vậy, cô cũng đâu biết là xá lợi sanh gì, thì ở đó có sư Tịnh Hạnh là sư đệ của cô. Thì sư đệ hồi đó mới biết tin là đệ tử mua một công đất và cô một công bảy, tức là hai công bảy ở Kỳ Hương Cát để hiến cho đạo hội quý vị ở, mà kêu mấy em lại Kỳ Hương Cát cúng. Sau này cô gửi những cái phần vong đồ lên đó để quy y, để tu tập. Chỗ đó cô để tu thiền nên cô không có cất gì hết, cất cóc đồ dưới. Cô tính là che bằng keo su này kia nọ, ngày khách cần đông để cho người ta khách tới để mà nằm đưa võng rồi đó. Em biết tính không? Là xá lợi mà sanh chỗ nào cái cô cho một cái đệ tử cho ba hạt về, mà tin tưởng bảo đảm em là không có người nào mà nghèo hết. Bảo đảm là về bây giờ nó giàu, cái đứa mà nó đi lang thang nhất á, giờ về nó cũng cắt được nhà ngói nhà lầu nữa. Cái tới mà thằng cháu tới cô khổ biết không, cái thằng cháu không biết cô để cô chừa có 5 hạt thôi, cô để lên cô thờ, cái nó thấy cô mua tháp rồi, nó thấy cái tháp đẹp quá, cái nó chơi, nó mới có 3-4 tuổi, nó đổ xá lợi của cô không còn duyên nào hết. Rồi năm đó cô mằn ăn không được, cô nghèo tới cái nước te tua, cô lên trên núi cô phải làm công quả thôi, chỉ là 8 tháng luôn á, không làm gì ăn được hết. Cái tới cô mới năn nỉ thằng Trung ở trong Bạch Giá, nói chung bây giờ cô cho con 3 hạt, con có sanh không? Nó nói con sanh được 2 hạt nữa, 6 hạt. Nói trả rồi cho cô lại 1 hạt thôi, cô xin lại 1 hạt xá lợi của cô thôi. Cái nó cho cô lại 2 hạt. Cô nói không ạ, nói mà quý vị giờ mà tôi nói là quý vị nói dốc thôi. Mấy đứa này mới thấy 2 hạt mà tôi thờ cũng năm nay cũng 4 năm rồi. Nó sanh ra quá trời luôn, cũng mấy chục hạt. Rồi cái xính ra chia ra. Rồi tôi còn bây giờ là 5 hạt, mà cái hạt hồi đó nó nhỏ như cái hạt gạo tắm mình thôi, mà bây giờ nó muốn bằng ngón tay út mình đó, nó lớn gì đó. Nên bây giờ là tôi mới biết quý xá lợi, là mới hiểu được mình ở bên đạo Đức Quỳnh Giáo Chủng mình. Không, em khổ lắm, đừng cúng. Ở đây có những người có rồi, những người khổ. Em về em cứ thôi kệ đi, cái nào cô dùng á, cô lấy cái người có để ban vui của khổ. Cái người mà hôm qua đàn mấy 50-60 người mà nó khổ, cô còn không lấy đồng bạc luôn á. Tại người ta cúng dường á, mình chia sẻ. Ở đây cô một chỗ một ngày khách tới, có người người ta cho, người không. Còn mấy em muốn làm già như vậy, muốn kiếm 200 ngàn làm khó lắm rồi. Cất đó về để mua đồ ăn, bổ dưỡng tu hành. Cho ông bài tên họ gì? Con nhà họ Dương tuổi Dần. Họ tên họ, cô mới cho bài thơ. Con nhà họ Dương tuổi Dần. Trời Dương ơi. Thị Thu. Dương Thị Thu. Cho tên họ, không nói tên, cứ nói tuổi hoài. Rồi 18 năm mới. Trở về nhắc nhở cháu hoa cho con của mẫu món quà văn thơ. Thu ơi tu tự bao giờ thừa thạnh thình tường của mẫu con thờ từ lâu. Mau thương mới mở bổ đầu cho con biết đạo ngõ âu tu trì. Dốt thì cố gắng thực thi, sớm chiều cầu giái rồi đi cúng chùa. Gành gan đừng có hơn thua, tay lần chuỗi hạt miệng thì niệm qua. Quan Âm cứu khổ hằng xa cho con hết bệnh Phật Bà độ con. Đời con khổ đâu còn khổ nữa, bây giờ đây sắp sửa an lành. Ngồi theo những sự vận hành, đời con khổ lắm tu hành dược thôi. Ơn trên mẫu đã chứng rồi, nhận nhìn cố gắng trao dồi bản năng.
là con một đại lĩnh canh tu hành gốc gạo lời hằng mẫu trao. Tu đừng luận chữ sang giàu, nghèo biết trong sạch vàng thao rõ ràng, để con được ảnh điện quang trì kinh của màu đạo tràng vững yên con. Năng trí phải gán trao gán sửa, diễm biết tu mẹ lựa cha cho. Cuộc đời sao phải đưa đò, dắt dìu con đạo lần dò về non. Con tuy giờ chưa biết gì, nhưng mà căn của bà tổ cô bà muốn lập công bồi đức. Ở nhà mình không có được có ngân có tiền phẻ, thì cứ mỗi đêm cầu xin mẫu có kinh không, không có thì lên Úc thỉnh một cái quyển kinh. Rồi muốn thờ mẫu cô có cho tượng mẫu á, nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi con làm cái bát rồi để lên thờ. Bởi vì mẹ là mẹ đẻ mình là đẻ ra thân, còn mẫu là đẻ cho mình linh khí. Bây giờ những khí độc nhiễm tùm lum hết à, mẹ là khí âm, cha là khí dương. Nên người mẹ sanh mình qua đời, mình còn cái cốt để là tưởng nhớ người mẹ vô vi. Con cũng là căn tiên, nhưng vị này thì ở trên độ và tu hành tại gia thôi. Còn con là người sao được dắt chúng, giống như người ta chưa biết tu. Con chỉ là trước hết người nhỏ lớn gì. Bởi vì có người nói cha mẹ còn sống rồi cụ quyền còn sống không thờ. Bây giờ là cha mẹ còn sống là cụ quyền, người thác là cha mẹ đẻ, còn cụ quyền là mình thờ lại cha Lạc Long Quân mẫu Âu Cơ đó. Nên mỗi một cái nhà nào phải thờ cụ quyền và thờ Tam Bảo. Tam Bảo trong đó có Phật Thánh Tiên. Ngôi Tam Bảo hãy thờ Trần Đỏ, vì nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Đức A Di Đà thiểu phát nhũ đỏ, Đức Bổn Sư Thích Ca phát nhũ vàng. Nên người Việt Nam của chúng ta là vốn là máu đỏ da vàng. Mà con là có bà tổ cô như là đang chuyển con rồi đi làm phước, rồi dẫn để ra căn phải học đạo. Trước mình muốn ra làm thầy, mình phải học lễ nè, học nghĩa nè, rồi chi kinh xem xét học những cái hay để thu thập. Rồi khi mình ra kinh mình nhắc nhở làm thầy, các con biết không, chỉ mình nói người ta nghe là các con ra làm thầy đó. Chứ không phải con ra làm thầy nói tôi làm thầy, mà mình đi phiên người ta tu nè. Người ta gây gỗ giận hờn, người ta khổ khó, mình ăn ủi người ta tỉnh ngộ tu hành được. Đó là phước báo vô tận vô biên mà thầy nói. Tóm tắt điều thứ 8, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt nhau trên con đường đạo đức. Nếu ai được trọn lành trọn sáng về cõi Tây Phương, an dưỡng học đạo hoàn toàn mới trở lại cứu vớt chúng sanh. Hiểu không? Mình phải an dưỡng, phải học hành, rồi phải biết, phải nghe, phải thấu thâm thấu mới trở lại cứu đời và đạo được. Thì con là người có trách nhiệm. Bây giờ con khổ lắm, đừng xin nhiều, đừng xin con phải tu thêm một năm nữa thì ở trên mới ban phát cho con vượt cái khổ. Mình trước mình làm những cái gì mà có sát sanh như buôn bán cá thịt, thì bây giờ mình đổi lại cái nghề khác, mình tạo giống như tạo những cái nghề gì cho nó nhẹ để cho mình khỏi có cái nghiệp. Thì có nhà thì cô nói là cô cho thôi, ai thỉnh thờ thì thờ, nhưng mà không có thì cô không sao. Nhưng mà tối á, mình không đọc kinh được, mình phải đọc kinh mẫu ở trong lòng mình, đọc một đoạn để mình lại. Giống như mình lấy cái quyển kinh đó mình đọc qua 4 câu đó thì mình lại. Nghĩa là chỉ có mẫu mới ban phước cho em được thôi, còn bên tu Phật tu thầy là cải thiện đời sống, làm tốt đời đẹp đạo đó thôi, còn mẫu thì mới ban được cái gì. Nhưng mà một cái lễ cúng tiệc dỗ quả nhà giờ em giao cho bố cứ bỏ đi về trách nhiệm con, là tiền túng như giờ là con phải làm.
thì mình cúng chay thôi, nấu một mâm cơm mặn, cha mẹ qua đời thủ lễ chay. Bây giờ mình cúng mặn cha mẹ là chúng cái lễ thôi, còn cô ở đây chỉ cúng chay thôi, nhưng mà cúng mặn là cô cúng cho chiến sĩ với châm quan. Bây giờ cha mẹ đã chết, mình cầu rồi giảng trực giảng Tây Phương, đem sát sanh nữa, sao Tây Phương sao đi được, Tây Ninh còn chưa đi được nữa, hiểu không? Cha mẹ đã qua đời rồi thì mình không có nên dùng cái lễ mặn. Hồi đó nó cúng mùng 3 được, bà già con xin là cúng thịt như cúng tôm vậy. Nhưng mà hành bà già con đau quá, bây giờ cúng lại thì nó cái cúng cho con làm đó. Dùng giờ 16 là con cũng có thăm, con nghe kinh giảng nói không, thịt tôm đều đâu có gì đâu, con không mua, người ta cũng giết, cô ba cũng vẫn cúng, mua miếng thịt luộc rồi tôm trứng gà luộc rồi bún rau dưa hay một con cá nướng, đó là đó chuyện bình thường. Ừ. Vậy thì phải cúng rồi, bên binh gia không cúng là không được. Ừ. Cái đó cũng không có quan trọng, cái cô muốn nói là sát sanh là bắt cúng gà cúng vịt rồi bắt đám tiệc rồi mặn gà vịt đồ tùm lum. Dạ. Trời. Thôi trời ơi, con gái cho mà đâu có lấy tiền đâu. À, con gái cho để mà hồi hướng công đức. Về tu rồi cho con gái có phước thôi. Gái mình tên Trang, nó ở Đức á. Rồi chúc quý vị, để chúc một câu cho bà già mát bụng nha. Để chúc cho bà già một bài nè. 91 tuổi phải không? Tặng cho một bài thơ. Tên họ gì? Này đông lục cỡ duyên xây chuyện, tặng một bài vào để thông qua. Hôm nay họ gió tuổi già 91 tuổi, vậy mà mẫn thai 91 tuổi mà rất là minh mẫn, chữ mẫn là minh mẫn á. Nhờ từ trước ăn chay niệm Phật tâm Bồ Đàm, sự thật đắc rồi, chỉ chờ một chút nữa thôi, lòng qua điểm đảo được rồi, đắc sao. Chúc cô bay mạnh giàu vui vẻ trong gia đình, dạy trẻ nuôi con, dầu cho nghiệp nợ vẫn còn, mà thầy mẫu độ non hòn đáo lai. Cô ước nguyện từ bấy lâu nay, từ lâu lắm, chừng nào về nuôi cấm gặp cô, là gặp cô qua đó, gặp cô chung nhau như một tính đồ, gửi lời thăm viếng cầu cô an nhàn. Trên thầy mẹ chiếu điện quang, xin trên gia hộ cô thì mạnh luôn. Đó là 91 rồi, sống tới 100 đi nha cô. Rồi cho chị một bài luôn. Mấy lời gửi tặng cô duyên, nghiệp xưa đã tạo căn duyên trọn rồi, cúng dây công việc được thôi, biết tu hãy gắng trao dồi tự tâm, hành trì nguyện giới Quan Âm, tụng kinh Địa Tạng không còn phải đau. Các con cũng được bước vào, quy y cho nó trước sau vững thành, mò chờ ngày chúng nó đầu xanh. Nếu cô gặp lại lá cành chúng quy A Di Đà Phật. Hôm nay là ba đứa con mất, tôi cô đã quy y và đưa hết rồi, thì chúng nó sẽ đi đầu thai. Nếu có duyên cô sẽ gặp lại những đứa bé tông tôn mà nó biết niệm Phật. Bây giờ đó là nó đã có tu rồi nha. Rồi chào cô. Yeah. Chào đoàn. Rồi, em thì bệnh như cô đã nói từ nãy giờ đó, là do về làm cái lễ quy y cho thằng em.
Rồi giả giang mình không có ra làm thầy gì hết á, mà mình lo tu để độ cho củ quyền, độ cho con cháu. Rồi như sớm chồm có đứa nào bệnh hoạn này kia nọ, mình lại mình chỉ nó thờ củ quyền rồi cúng lại rồi làm thiện. Thì em hết một năm nay nữa em mới hết khổ. Tới gia đình cuộc sống nó chật vật lắm. Thì mình cũng cố gắng. Bởi vì cái nghiệp mình hết thì mình mới sướng, còn cái hiệp mình còn. Dạ, chào em. Rồi cũng thông cảm đừng bùng cô nha. Em thấy Quyền Trân coi có được hài lòng chưa, hay có thiếu cái gì thì để có duyên thì chờ gặp nó sao. Dạ, dạ. Nhờ cô trợ duyên cho. Nhớ cái gì cũng về phải tu tập mới được. Còn em tên họ gì? Có duyên cô tặng thủ trang, quy y thầy tổ vững vàng niềm tin. Xưa tiền kiếp đã hy sinh vì đạo, cũng là người hòa hảo tái lai. Bây giờ chuyển kiếp đầu thai, là cô gái trẻ cũng có tài biết tu. Đời đạo phải mẫn nhu tinh tí, mấy lời thơ gợi ý mà thôi. Kiếp xưa mình đã tu rồi, bây giờ cố gắng dung bồi tốt hơn. Căn gốc của Bủ Sơn Đại Đạo cũng là con cháu của Phật Thầy. Từ ngày cuộc sống đó đây, nghiệp trần theo luật trả dây. Bình thường Thu Trang cố gắng hành hương, sao ra độ chúng vẫn đường ngự tôn. Chẳng còn khi tò khi lâu, miệng mình cõi lốt phàm phu được rồi. Chỉ chờ một chút nữa thôi, thầy về con có vị ngôi sẵn dành. Tổ cô có được điển thanh Quan Âm trợ lực tu hành thành viên. A Di Đà Phật, tặng con mấy bài nữa. Mình con có phần ở bên tổ cô và Phổ Đà Quan Âm, muốn chuyển cái điển cho con biết đi để sau này dắt chúng đi non núi rồi cúng lại làm thiện tu hành. Mình làm thầy không phải cần nói nhiều, dân ngôn hay thờ phú tới đâu thì nó thấm tới đó. Cái gì cần mình ta giúp nói ta nghe là tốt rồi, hiểu không? Thôi thì đến đây thơ cũng cạn vần. Hôm nay cô tặng cẩn phân nhâm điều, chúc đời đạo được cao siêu. Ngừ nơi quốc nội cũng nhiều ước mơ, con xa quốc mà ngoại đang chờ. Mẫu hoàng phóng điện bài thơ tạ tình, con ơi gắng trì niệm coi kinh, học Phật thận tình đạo giáo thanh cao. Bù Sơn thích đạo ngày nào, cao đài chánh phái mẫu trao gương hiền. Con nào tu được đắc tiên thì theo quả vị tự nhiên sở hành. Chung chống nam nữ tình thanh, tất cả điển lành mọi sự vô ưu. A Di Đà Phật. Rồi.